Tiến Bình Dương chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc nha. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong cái clip mới này. Hôm nay thì mình đang nhận một chiếc xe SH đời 2023. Chiếc xe này thì bị tai nạn và được một người thợ phục hồi lại và chở từ bên Thủ Đức qua đây. Và hôm nay thì anh thợ nhờ mình cứu cho anh ấy cái ban về cái vấn đề về cái hệ thống khóa thông minh. Thì hôm nay tiện thể đây Tiến cũng làm cái clip này hướng dẫn các anh để anh em đối với học viên của Tiến thì anh em sẽ ôn lại những bài mình đã học. Còn đối với những anh em mà chưa từng đi học FI, chưa từng học điện thì hy vọng sau này có duyên thì hãy đến với Tiến một khóa học điện đó, trong năm 2024. Còn những anh em mà đã học rồi nếu nhớ thì ôn thêm, mà không nhớ thì cố gắng là mở sách và tài liệu ra để ôn luyện. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện cái bài này là bài về khóa thông minh. Thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề là giả thiết cái tình huống ban như thế này. Ở đây. Thì hiện tại bây giờ anh em nhìn thẳng vào đây thì anh em thấy này. Cái chiếc xe này thì bị va chạm tai nạn cong sườn. Thì cái sườn này khách hàng đã thay rồi. Và hiện tại bây giờ thì chiếc xe này cái bó dây điện sườn ở phần phía trên thì tai nạn khách hàng đã thay mới. Còn phần phía dưới thì đường dây vẫn còn đẹp, nhưng không may khi bị gấp, bị cái khung sườn bị gấp thì nó làm cho đứt mấy cái dây hệ thống khóa thông minh ở đây. Thì chiếc xe này mình cũng chưa kiểm tra, chưa làm gì hết. Đầu tiên thì giờ nhận xe thì làm luôn, xử lý luôn trực tiếp cho anh em coi. Vậy thì ở đây này, cái vấn đề chúng ta cần giải quyết đó là làm sao để nối lại được 7 cái cọng dây màu 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 giống nhau ở đây ha. 2 4 6 7 dây. Đó. Thì trên cái xe SH đời 17 đến 19 thì hệ thống của nó cũng là 7 dây. Và từ đời 20 đến 23 của nó cũng vẫn 7 dây. Và vẫn sử dụng đánh thức vào núm, là nhấn núm nha, không ấn nút đè giống AB Vision. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta đấu được cái mạch này này, đấu được cái mạch đường dây lại này, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một. Em lấy cái kéo ấy. Chúng ta sẽ đi từng bước một. Khi anh em làm bất kỳ cái gì cũng vậy thì chúng ta cứ dễ trước làm trước, khó làm sau. Và cái đặc biệt là anh em đi theo đúng quy trình, xe bị cái gì thì mình làm đó ha. Thực ra thì mình cũng biết là có khá nhiều anh em đã mua tài liệu của Tiến Bình Dương rồi nhưng mà về không chịu đọc, đến khi gặp ban thì cứ điện hỏi người này người kia, rốt cuộc là vẫn không làm được, rồi đổ thừa là sách không chi tiết. Nhưng mà không phải đâu anh em, trong sách Tiến làm chi tiết rồi nha. Thì trong cái cuốn giáo trình này thì anh em để ý này, trong cuốn giáo trình này anh em nào mà đã có rồi thì anh em mở ra, mở ngay cái bài hệ thống khóa thông minh ra cho mình ha. Đây nó nằm ở gần gần đoạn cuối đây này, nó được tính từ cái trang 100 trở đi này nhá. Đây khóa thông minh thì bắt đầu từ trang 100 trở đi đến trang đây, anh em cứ mở đi, cứ mở khóa thông minh đi. Thì anh em mình đang tìm về cái bài núm khóa ha. Đây, chúng ta cứ tìm về cái bài núm khóa, anh em cứ mở hết này. Đây là sơ đồ, còn đây là về cái núm khóa này, đây. Đó, thì đây là cái bài về cái núm khóa. Thì anh em chỉ cần mở cái trang 114 ra thôi. Đó, mở trang 114 ra và anh em cứ thế anh em dò theo. Thì tất nhiên ở cái phần tài liệu này thì cái phần 7 dây của hệ thống núm khóa thì nó vẫn giống như xe đời cũ. Nó chỉ khác là khác cái vị trí chân của con SCU mà thôi. Tại vì xe 2023 á, là nó dùng con SCU là SCU 21B anh em ha. Đây này, nó dùng con SCU đời này. Cho nên là tất nhiên là cái chức năng thì nó vẫn giống nhau, nhưng cái vị trí chân thì chắc chắn nó phải khác nhau rồi. Nên anh em đừng có hỏi tại sao mà anh em lại thấy nó không có giống ở đây nha. Nên anh em làm anh em phải tư duy được, mình hiểu nguyên lý chứ mình đừng có hiểu theo kiểu là hiểu màu dây, đừng có hiểu theo kiểu là cứ chân của xe nào cũng phải giống xe nào, không phải nha. Nguyên tắc của anh em học điện á, là chúng ta phải nhớ được cái đường đi lướt bước nha, phải nhớ được cái đường đi lướt bước. Còn đối với cái số chân thì chúng ta đã có tài liệu, đối với màu dây thì chúng ta đã có tài liệu, chúng ta cứ thế mà ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề cách kiểm tra này. Trong 7 cái cọng dây ở tại cái núm khóa này thì việc của anh em là anh em sẽ thấy ở đây này, trong này của chúng ta sẽ có gồm những cái dây như sau này, đúng không ạ? Chúng ta nhìn đây này, đúng không? Chúng ta sẽ có các cái hướng dẫn kiểm tra này hả? Chân 1, chân 4 này là công tắc đánh thức. Thì nguyên lý công tắc đánh thức thì nó sẽ bao gồm là một mát vào và một mát ra. Thì gọi là chân 1, chân 4 này. Còn chân 2 và chân 5, 6 là cái đèn trang trí, cái này mình bỏ qua ha.
Rồi còn cái phần là chân 3 và chân 7 là chân cuộn từ. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để mở khóa được? Thì chúng ta phải tìm được các cái chân chính. Cái chân chính ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ tìm được, thứ nhất ấy, là anh em sẽ thấy ở đây là chúng ta mổ cái đường này ra nhé. Và anh em lưu ý nhé, đây là chiếc xe bị tai nạn cho nên nó mới bị như vậy. Đấy, chứ không phải là anh thợ nào cắt đâu, chẳng anh thợ nào cắt cái kiểu này cả nhá. Anh thợ nào mà cắt kiểu này thì có mà đền oan nhá. Rồi, thì đối với trường hợp bây giờ nếu cái bình nó đang còn gắn trên xe thì anh em để ý này, bình đang còn gắn trên xe thì cái 77 cộng dây này nếu không may chạm vào nhau thì chắc chắn đã có rủi ro. Đã có rủi ro là chết con SCU rồi nha, chắc chắn nha. Nhưng mà anh thợ này anh nói là SCU cũng đã thay rồi. Nhưng mà SCU thay rồi mà lại gắn bình vào mà không xử lý cái này, không xử lý cái bộ phận dây này mà anh em lại gắn con SCU mới lên rồi thì chắc chắn vẫn còn cái rủi ro anh em ha. Rồi lúc này em rút con SCU ra dùm anh đi. Rút ra. Rồi, bây giờ ta sẽ mổ cái này ra. Nên là khi chúng ta làm chúng ta phải hiểu được đường đi nước bước. Thì trong 7 giây này, bây giờ thì mình cũng không nói nhiều về cái không nói nhiều về cái phần bộ phận 7 bộ phận của cái xe này nữa mà chúng ta sẽ nói đi vào nguyên lý nhá. Thì đi vào nguyên lý chúng ta sẽ hiểu thế này này. Trên hệ thống Sparky á, hiểu không ạ? Hệ thống Sparky của thằng Honda thì Honda SH nói riêng, còn Honda nói chung ấy, thì từ đời 2016 17 chứ, 2015 16 đúng rồi, 15 16 Sparky trở đi cho đến xe 20 luôn. Thì anh em để ý đây cho Tiến này. Honda thì họ thiết kế là ở đây 7 cộng dây này, là đặc trưng là 7 cộng dây này là màu giống nhau. Thì trong 7 cộng dây này nếu mà anh em muốn tra được thì anh em phải mở tài liệu ra ha. Mở tài liệu ra thì chúng ta mới tra được là nguyên lý nó như thế nào. Thì thực ra ở cái bộ phận núm khóa trong 7 dây ở đây có, trong cái bộ phận núm khóa này thì có sẽ có 7 cộng dây điện này. Thì 7 cộng dây điện này nó sẽ có bao gồm là một dây nguồn âm và một dây nguồn dương. Đó, thì cái dây nguồn âm ấy là để nuôi cái phần hệ thống công tắc nhấn núm này, là đánh thức, là nguồn âm. Còn đối với nguồn dương ấy thì để nuôi cái hệ thống trang trí đèn LED. Cho nên là trong trong 7 dây đen này sẽ có hai dây âm dương. Và chúng ta chỉ cần sơ ý chạm thôi thì chắc chắn là đứt cầu chì ha. Còn nếu trường hợp chúng ta vô tình chúng ta để chạm vào dây đèn LED thì chắc chắn nó sẽ cháy đèn LED. Chúng ta để nó vô tình nó chạm vào dây cuộn từ thì nó sẽ chết cái con SCU của chúng ta, đúng không ạ? Tại vì trong này chúng ta sẽ có 7 dây gồm có là, bây giờ Tiến tạm đếm này nhá. Gồm sẽ có là nguồn âm, nguồn dương. À, và sẽ có hai dây cuộn từ đó, và hai dây là đèn LED đó, đó hai dây đèn LED được chưa? Rồi một dây đánh thức, một dây cuộn hai dây cuộn từ này, hai dây cuộn từ này nha. Đấy, rồi hai dây cuộn từ thì sẽ gồm có hai dây đèn LED này đó. Rồi đèn trang trí của nó sẽ có gồm đèn đỏ, đèn xanh. Rồi còn dây, một dây dương là dương trực tiếp và hai dây là hai dây để kích cái cốt từ quay. Rồi vậy thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ đi tìm những cái dây mà dây quan trọng trước, là những cái dây mà để dẫn đến cháy chập á, thì chúng ta sẽ tìm như sau. Anh em mình sẽ đi tìm là tìm ở cái bộ phận dưới xe nha. Dưới xe này, còn bộ phận trên này tí chúng ta tìm sau. Tí chúng ta tìm sau, chúng ta tìm ở dưới trước. Rồi, thì bây giờ trong 7 dây này việc của anh em sẽ sử dụng bút điện hoặc là đồng hồ đo điện để chúng ta tìm cho tôi đâu là dây nguồn âm và đâu là nguồn dương trước. À, tại sao tôi lại nói có nguồn âm nguồn dương, thì ở đây anh em chịu khó mở cái tài liệu ra hộ tôi cái nha. Mở cuốn tài liệu ra. Đây, trong cuốn tài liệu của chúng ta nó sẽ nằm ở trang, đây, trang 116 và trang 117 anh em ha. Đây, trang 116 và trang 116 đây là hệ thống núm khóa. Còn đây là trang 117 là trang hệ thống sơ đồ. Thì anh em nhìn là đó, nó sẽ có gồm dây đánh thức này, thấy không? Đó. Khối đánh thức này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm dây mát. Mát nguồn trước. Đồng hồ chúng ta sẽ chọn vôn nha. Rồi chúng ta sẽ đo với dương bình. Chờ anh tí nha. Đổi con ấy đó, đổi con ấy. Lại ý là em muốn mua luôn hả? Mua luôn thì 1,3 triệu, tại vì anh mua cái xác 100 ngàn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lấy đồng hồ, chúng ta đo cọc dương bình. Nhớ nha, que đỏ cho vào dương bình. Chúng ta tìm trong các dây này xem dây nào là dây mát nha. Rồi, dây số 1 nè, không có nè. Số 2 không có. Số 3 không có. Số 4 không có. Số 5 không có. Số 6 không có. Rồi, số 7 không có luôn. Rồi, như vậy là trong 7 dây ở đây
của chúng ta chưa tìm được cộng dây mát nha. À mình xin lỗi mọi người nha. Anh thợ anh tháo cọc bình rồi. Em gắn cọc bình lại cho anh đi. Anh thợ anh tháo mất cọc bình rồi. Còn nếu không thì chúng ta đo thông mạch cũng được. Em gắn cọc bình trước đi. Đây chúng ta đo thông mạch cũng được. Nhưng mà đo thông mạch thì chúng ta phải tháo cọc bình nha. Chúng ta tìm dây mát nha. Tìm dây mát thì tháo cọc bình cũng được ha. Đây đúng dây mát luôn này. Đó mình đang tháo cọc bình. Rồi giờ đó. Thì đây chính là dây mát. Rồi dây mát này thì khi nó làm việc thì nó sẽ đi về chân 26 của SCU đối với SH. Còn con SCU đời mới nè, SH đời mới nè. Thì cái chân chúng ta lại mở tài liệu ra. Cái chân Đây là cái đời 21 chân này anh em nha. Ở trang 119 là đời này, đời 21 chân là cái con SCU mà đang trên chiếc xe này đang dùng này. Cái loại mà loại hai nút bấm này thì SCU của nó chính là SCU 21B này. Thì bây giờ chúng ta đã tìm được cái cộng dây này rồi này ha. Đó là dây đánh thức này, trong đúng là tìm được dây này rồi. Rồi còn dây còn lại là chúng ta sẽ tìm một dây đen, chúng ta đo ở chân số 6 này. Đo ở chân số 6 của SCU, đo thông mạch nha. Rồi em đo ở chân số 6 đi. Không phải. Đây đến từ đây qua. Đó, đến vậy á. Đến từ đây qua. Chân số 6. Rồi, lúc này mình sẽ tìm, đây là mình đang tìm dây đánh thức nha. Tại vì chúng ta có mát rồi thì bây giờ phải có dây đánh thức này. Ủa em cắm sâu à? Rồi đây chính là dây đánh thức này anh em. Đó, như vậy thì trên hệ thống này, đây chính là một cặp nha anh em. Đó. Rồi, chúng ta tạm để đây. Đó, đây là một cặp. Thì cái cặp này chính là cặp đánh thức. Cặp đánh thức á, để nó kích được cái chốt từ hoạt động. Thì đây là cặp đánh thức ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm nguồn dương. Rồi, trong này chúng ta tìm nguồn dương. Rồi, bây giờ em cho đồng hồ sang dây mát sườn. Đo mát sườn dưới. Đo mát sườn. Rồi chúng ta sẽ tìm nguồn dương. Đây, và đây là dây nguồn dương. Đó, như vậy là chúng ta đã tìm được một anh là mát và một anh là nguồn dương rồi. Thì cái anh nguồn dương này là anh để trang trí đèn led nha mọi người, trang trí cái đèn led. Chính vì vậy cái nguồn dương này nó sẽ không liên quan đến cái việc có mở khóa được hay không. Mà có mở khóa được hay không là do hai dây chốt từ này với lại hai dây đánh thức thôi nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hai dây chốt từ. Rồi, hai dây từ em sẽ đo vào chân 4, chân 5 giùm anh. Chân 4 trước đi. Cắm sâu chút. Rồi, đây là chân 4 này. 4 hay 5? 4. Rồi, tiếp đi, chân 5. Rồi, chân 5 đi. Rồi, đây. Đây là hai dây để kích cho mở được khóa này. Đó. Đây là hai dây chốt từ này. Tại vì chúng ta là chân 5, chân 6 của SCU. Còn đây là ba dây là gồm một dây dương và hai dây đèn. Đèn led ha, hai dây để điều khiển đèn. Còn đây là hai dây đánh thức. Rồi vậy thì bây giờ trên cái núm này cũng vậy, chúng ta sẽ tìm theo nguyên tắc như sau này. Chúng ta sẽ tìm hai cộng dây nào mà chúng ta nhấn núm này mà nó thông mạch. Nhấn núm này nó thông mạch thì có nghĩa nó là hai dây đánh thức nha. Rồi em ấn cái núm cho anh. Ấn giữ núm luôn. Ấn giữ luôn. Buông. À, đây là hai dây chốt từ. Rồi, hai dây này có điện trở 11 ohm này thì đây chính là hai dây chốt từ nha anh em, là đấu với hai dây này này. Hai dây chốt từ. Rồi, ấn núm tiếp đi. Ấn sâu chưa?
Rồi buông. Rồi ok. Đây là hai dây chốt từ anh em này. Đó. À xin lỗi, hai dây đánh thức chứ. Hai dây chốt từ là ở trên này, hai dây đánh thức là thông mạch này. Hai cái cộng dây thông mạch này là bằng 0 nha, nhấn núm là thông bằng 0. Rồi buông. Nhấn nhấn giữ. Rồi là thông bằng 0 này. Còn hai dây này, hai dây chốt từ này là thông mạch là có 11 ôm này. Rồi thì chúng ta xử lý mấy cái dây quan trọng trước đi. Ở lúc này là việc của anh em sẽ đấu hai thằng này vào đây cho mình. Đó, rồi còn hai thằng này đấu vào đây cho mình ha. Rồi mình tạm dừng video lại để mình hàn nhé, mình hàn vô cho nó ngon lành cái đó anh em nhé. Rồi, chào anh em. Và sau khi mình vừa dừng video để mình hàn mấy cái cộng dây lúc nãy chúng ta vừa tìm xong, đó là hai dây cuộn từ và hai dây đánh thức xong, thì bây giờ chúng ta chỉ còn 3 dây đèn led thôi ha. Thì trong 3 dây đèn led này thì có một dây là nguồn dương bình và hai dây điều khiển đèn, hai dây điều khiển đèn là đèn xanh và đèn đỏ, được chưa? Thì bây giờ chúng ta để ý này, trong cái cụm led này thì mình trong cái cụm khóa thông minh này thì mình cũng nói với anh em rất nhiều rồi, cái bộ phận đèn led không quan trọng ha, nó không liên quan đến cái việc có mở khóa được không, có nổ máy được hay không, nó không liên quan đó, nó không hề liên quan. Chính vì thế mà bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta đấu điện đã xong chưa, xem là con SCU này có bị lỗi gì không ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm SCU vào. Rồi, và sau khi mình cắm SCU vào thì bây giờ mình sẽ thử tìm đánh thức xem được chưa nha. Rồi, đánh thức được và cái núm khóa nó cũng đã có tiếng kêu phát ra tạch một tiếng, đó là cái cuộn từ đã hít và chúng ta mở khóa được. Rồi, và như vậy là chúng ta đã mở khóa được thành công. Rồi, nhưng bây giờ cái hệ thống bảo mật của chúng ta đang có vấn đề. Đó. Thì đối với cái hệ thống bảo mật của chúng ta thì chúng ta cần phải can thiệp bằng phần mềm. Thì cái phần mềm thì chúng ta sẽ xử lý sau. Còn chúng ta đang làm cái phần cứng này. Thì cái bộ phận núm khóa này chúng ta đã xử lý xong và chúng ta đã tìm được trong cái bộ phận ổ khóa thông minh. Và anh em nhớ giúp Tiến là gì? Trong cái xe Smart Key thì cái hệ thống khóa thông minh trong cái cụm núm này này nó chỉ có 4 dây quan trọng, đó là hai dây đánh thức và hai dây cuộn từ thôi anh em nhé. Nhớ về cái vấn đề đó, trong cái hệ thống khóa thông minh quan trọng nhất đó là hai dây đánh thức và hai dây cuộn từ. Nếu chúng ta nắm được nguyên lý thì chúng ta sẽ mở khóa được, được chưa? Hiểu được chưa? Rồi, còn về phần đèn trang trí thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra, chúng ta phải đo xem là mấy cái cộng dây này, ba cộng dây này thì nó sẽ có nguồn dương trực tiếp và hai dây là từ dưới SCU đưa lên đèn led ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm lốt ha. Ở đây là nguồn dương này. Đây là mình đang đo kiểm tra diode anh em ha. Rồi thì tạm thời là mình thấy là còn có một cặp này sống này, cặp này là có diode, có nhảy số này. Rồi thì bây giờ mình cứ cắm ở đây cái đã ha. Tại vì khi bị chập á cũng có thể là điện âm điện dương chạm nhau là đèn led trong cái cụm đèn led này sẽ cháy anh em ha. Đây, đây là đèn đỏ. À, đèn đỏ ha. Rồi, vậy là dây đèn xanh. Đây là đèn xanh này. Đó, đánh thức thì cái đèn xanh của khách đã bị đứt rồi này. Cái đèn xanh bị đứt rồi anh em ha. Đó. Đèn xanh bị đứt rồi. Giờ chỉ còn cái đèn đỏ thôi nè. Nhưng mà cái đèn đỏ là đèn báo động chứ không phải là đèn đánh thức. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ có cái cách là chúng ta câu vào đây. Đây là đèn đánh thức này. Rồi, đèn màu xanh vào đây này. Ơi lấy đi em. Đó, còn đây là đèn báo động này. Đó. Đó là đèn báo động ha. Đèn báo động nó sẽ sáng, nó sẽ chớp tắt. Đó, đó là đèn báo động. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm được xong. À, còn cái đèn xanh của chúng ta không có ha, đèn xanh bị đứt rồi. Đó. Ok. Rồi, như vậy là Tiến đã hướng dẫn anh em cách tìm ra 7 cộng dây màu giống nhau trên dòng SCU của SH rồi ha.
Thì cái này nó sẽ áp dụng cho SH từ đời 16 đến đời 21 hay 20 22 ha. Tất cả những xe mà sử dụng cái núm khóa 7B này thì nó đều sử dụng cái kiểu này anh em ha. Rồi, còn đối với về cái phần mà lỗi phần mềm không đồng bộ thì mình cũng chia sẻ anh em luôn là như thế này. Có nghĩa là chiếc xe này thì bây giờ chúng ta để ý là khi mà bị tai nạn thì anh thợ anh kêu là chiếc xe này bị tai nạn thì ở trong 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 khi mà lấy ra lấy ra ngoài thì cái núm khóa hư này, con SCU cũng hư này, rồi cái sườn cũng hư thì anh thợ anh đã thay rồi. Thì bây giờ khi thay á thì anh thợ anh ấy đặt trong hãng, thì trong hãng có bán cái bộ này cho khách nhưng chỉ bán thôi còn không đồng bộ. Và chiếc xe này hiện tại bây giờ là đang bị mất đồng bộ. Thì cái điều kiện để đồng bộ thì chúng ta cần xem lại cái clip mà Tiến cũng chia sẻ anh em rất nhiều rồi, cách đồng bộ không cần máy và cách đồng bộ phải có máy. Thì đối với chiếc xe này bây giờ mã ID không còn thì anh em muốn đồng bộ bắt buộc phải sử dụng máy. Còn nếu trường hợp anh em có mã ID gốc của khách hàng cung cấp thì chúng ta sẽ không cần đồng bộ bằng máy ha. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ha.